Có người đến đánh đập mắng chửi Đại Bồ Tát này suy nghĩ Có thể biết được số lượng cát ở sông Hằng Còn tội lỗi nơi thân ta khó biết được Nghĩa là từ vô thủy đến nay khỏi các phiền não ác nghiệp Lý sự ác hại, chư Phật hiền thánh cùng nhau quả trách Này người này có đến đánh đập mắng chửi thì trăm phần ngàn phần cho đến muôn ước phần chưa bằng một Sao lại duyên nơi đây mà sanh sân hận